trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, năm 2018 dự báo thị trường bất động sản sẽ tiếp tục sự ổn định của năm 2017 và có phần mạnh mẽ hơn. Những chính sách hiệu quả của nhà nước giúp cho tình hình kinh tế vĩ mô có được những điều kiện tốt để phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm về việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nghị quyết 42 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 sẽ giúp làm lành mạnh hoạt động tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo và phần lớn là bất động sản, tạo nguồn lực cho nền kinh tế cũng như giúp tái khởi động lại nhiều dự án bất động sản. Ngoài ra, theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, thì Bộ đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề xuất sửa đổi nhiều luật như Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Dự kiến ban hành vào tháng 10 năm 2018. Cụ thể, mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề xây dựng bất động sản tuần này với chủ đề năm 2018, thị trường bất động sản và những chính sách nóng. Ngay sau đây sẽ là thông tin đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Những chính sách nóng cho thị trường bất động sản năm 2018. Mở rộng khái niệm về đất ở. Lựa chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ. Kiến nghị sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Kiến nghị sửa đổi luật đất đai năm 2013. Cởi trói để phát triển nhà ở xã hội. Theo quy định 01 năm 2017 quy định chi tiết thi hành luật đất đai, thời hạn cấp sổ đỏ cho người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quá 15 ngày, giảm một nửa thời gian so với quy định trước đây. Quy định này sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nói chung và thủ tục cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng. Theo Nghị định số 01 năm 2017, sửa đổi bổ sung một số nghị định như Nghị định số 43 năm 2014, Nghị định số 44 năm 2014, Nghị định số 47 năm 2014 quy định chi tiết thi hành luật đất đai, thời hạn cấp sổ đỏ cho người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được quá 15 ngày, giảm 15 ngày so với quy định trước đây. Nghị định số 01 cũng cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được phép ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, từ đó giúp giảm tải công việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường, bớt phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân. Cùng với đó, nhiều thủ tục hành chính được áp dụng trong Nghị định số 01 đều được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây. Việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất, xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán, đấu giá tài sản thực hiện không quá 10 ngày so với quy định hiện hành, không quá 15 ngày. Vấn đề hợp thức hóa đất đai cho những trường hợp mua bán bằng giấy tờ sang tay đã được đưa vào nghị định. Theo đó, phạm vi thời hạn cấp sổ đỏ cho những trường hợp này đã được mở rộng đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, thay vì trước mức ngày 1 tháng 7 năm 2004 như trước đây. Đối với chế độ sử dụng đất của căn hộ du lịch Condotel Resort, đề xuất của Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên theo quy định luật đất đai, xác định đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 đến 70 năm. Đối với Officetel, đất có chức năng để ở thì được xác định là đất ở, thời hạn 50 đến 70 năm. Người sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức ổn định lâu dài. Mới đây, trong văn bản trả lời kiến nghị của VNREA, Bộ Xây dựng cho biết bộ này đã có đề xuất lên Chính phủ về phát triển loại hình condotel. Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về việc phân loại các cơ chế sử dụng đất hỗn hợp, vừa sử dụng làm đất ở, vừa làm đất thương mại dịch vụ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với condotel, đồng thời sẽ nghiên cứu ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể đối với loại hình công trình này. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa trình Chính phủ về dự án bổ sung sửa đổi một số điều của Luật Đất đai năm 2013, trong đó đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ổn định lâu dài cho người mua căn hộ Officetel, Condotel. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị đề xuất hai phương án bổ sung quy định về chế độ sử dụng đất công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng để ở. Có cái tính tương đồng rất lớn giữa nhà ở với lại bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là đối với lại chung cư là nhà ở thì bên kia là có condotel. Đối với nhà liền kề là nhà ở thì bên kia là shophouse. Đối với villa để ở thì bên kia nó cũng là villa nghỉ dưỡng. Thì chúng ta thấy rằng cái hình thức của nó là khá tương đồng giữa bất động sản nhà ở với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Cụ thể, theo phương án 1, nếu công trình có chức năng để ở thì xác định là đất ở, thời hạn sử dụng đất của chủ dự án là 50 đến 70 năm theo quy định. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời hạn hoạt động của dự án và người nhận quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ổn định lâu dài. Phương án 2, bộ này đề nghị giữ nguyên theo quy định của luật đất đai, xác định đây là loại đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất của dự án là từ 50 đến 70 năm theo quy định. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian hoạt động của dự án và người nhận quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn của dự án. Về kiến nghị sửa đổi luật kinh doanh bất động sản thì nội dung lớn cần sửa là đối với các cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng. Hiện nay luật đầu tư công không có quy định vốn pháp định nữa, cho nên dự kiến sửa đổi bỏ vốn pháp định để đồng bộ với luật đầu tư và luật đất đai. Tại báo cáo tổng kết việc thi hành các luật liên quan đến xây dựng, nhà ở, quy hoạch, bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã định hướng tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước từng bước quản lý hiệu quả, đưa hoạt động của thị trường bất động sản đi vào nền nếp, ngày càng minh bạch, công khai. Tuy nhiên, 3 năm thực hiện cho thấy luật kinh doanh bất động sản còn nhiều tồn tại, bất cập. Theo đó, luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn có một số điều chưa phù hợp với luật đầu tư và luật doanh nghiệp, như quy định về vốn pháp định, điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản. Một số tồn tại bất cập hạn chế cụ thể của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã được Bộ Xây dựng nêu đích danh như điều 10 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện luật đầu tư số 67 năm 2014 Quốc hội khóa 13 và luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 Quốc hội khóa 13 không còn quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp khi thành lập. Như vậy, quy định này của luật kinh doanh bất động sản không thống nhất với hai luật trên. Mặt khác, luật đất đai đã có quy định về điều kiện năng lực tài chính của doanh nghiệp khi làm chủ đầu tư dự án bất động sản. Do vậy, việc quy định vốn pháp định trong luật kinh doanh bất động sản là không cần thiết. Các cái văn bản này, đặc biệt là luật đầu tư, luật đầu tư, luật doanh nghiệp, rồi các cái luật như luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, và đã có các cái nghị định hướng dẫn và thông tư hướng dẫn thi hành thì tương đối là đầy đủ và cũng đã thúc đẩy cho các cái chủ đầu tư cũng như là cái người khách hàng, người dân thì nó tạo ra một cái sự minh bạch hơn cho thị trường. Tuy nhiên thì còn một số các cái điều mà theo quan điểm của tôi ấy thì cũng đang có cái khó khăn cho những cái người mua nhà. Theo điều số 62 của luật kinh doanh bất động sản quy định, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp quy định khi thành lập doanh nghiệp thì chưa cần có điều kiện kinh doanh. Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có ngành nghề có điều kiện thì mới cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh cụ thể. Mặt khác, điều số 62 của luật kinh doanh bất động sản đã quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Do vậy, quy định nêu trên của luật kinh doanh bất động sản là không cần thiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, sẽ xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng, được cấp phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có cấp phép xây dựng từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng. Phạt tiền từ 70 đến 80 triệu đồng đối với hành vi bàn giao đưa hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Tôi nghĩ là Nghị định 139 là một cái bước tiến tích cực để đi theo hướng là chuyên nghiệp hóa và bảo vệ người mua nhà cũng như là bảo vệ ngân hàng đối với việc kiểm soát việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư. Cái mức phạt tăng lên thì sẽ làm cho cái ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư cũng sẽ tăng lên, điều đó là chắc chắn. Bên cạnh đó, đối với vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản, phạt tiền từ 250 đến 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: triển khai dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt, bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định, không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua
hoặc không cung cấp hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua thuê mua nhà ở theo quy định, ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết liên doanh, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản. Thưa quý vị, riêng về nhà ở xã hội hiện đang có bất cập trong tín dụng, cần gói hỗ trợ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu thực tế từ địa phương cho thấy, bất cập nữa liên quan đến quỹ đất. Có quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án thương mại làm nhà ở xã hội, nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện một cách nghiêm túc. Còn chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm sâu sát đến việc xây dựng phát triển phân khúc này. Theo quyết định số 630 của Thủ tướng vừa ban hành đối với nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 4,8% một năm, tương đương 0,4% một tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Đây là tin vui cho những người muốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội. Các đối tượng nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điều số 51 của Luật Nhà ở năm 2014 thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định. Tôi cho rằng là cái việc hỗ trợ của chính phủ rất là cần thiết và hoan nghênh. Tôi đánh giá cao, rất cao cái việc đó. Giúp cho những cái doanh nghiệp làm về cái bất động sản có thêm cái nội lực, có thêm cái nguồn tài chính để hỗ trợ cho cái người tiêu dùng tốt hơn. Chủ đầu tư dự án xây nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được nhà nước giao cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án còn được miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành. Với những chính sách ưu đãi về vay vốn, miễn tiền sử dụng đất, thuê đất, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ có nhiều ưu đãi khi triển khai các dự án nhà ở xã hội. Với những quy định pháp luật, chính sách ưu đãi về vay vốn, cải cách thủ tục hành chính, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng bất động sản, hứa hẹn sẽ thúc đẩy thị trường đầu tư bất động sản trở nên sôi động, tạo hành lang pháp lý cho việc kinh doanh bất động sản khởi sắc. Vậy các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng như thế nào khi những chính sách này tác động lên thị trường bất động sản năm 2018? Phóng viên VITV đã có một số những ghi nhận. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tôi cho rằng đây là một cái tin tốt. Tin tốt rằng là trong lĩnh vực bất động sản đang được sự chú ý và chứng tỏ rằng nó cũng là một cái lĩnh vực kinh doanh mà có sự hiệu quả, bởi vì theo nguyên lý của thị trường thì những nơi nào mà có hiệu quả cao thì tín dụng sẽ vào đấy. Năm 2017 cũng chỉ là rất là bất động sản rất là phát triển, nhưng tôi nghĩ là cũng mới là bàn đạp của năm 2018. Nên năm 2018 tôi rất kỳ vọng. Chính phủ rồi là các bộ ngành liên quan, đặc biệt là phía ngân hàng cũng đưa ra những cái chính sách mà phát triển kiểm soát hơn về mặt tín dụng cũng như là về mặt quy hoạch và đầu tư các cái dự án. Đấy, và với cái tình hình về kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục phát triển một cách ổn định, thế rồi là cái thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng mạnh mẽ hơn. Thị trường chứng khoán như chúng ta đã thấy là cũng đã khởi sắc. Đấy, và theo như đánh giá chung của giới chuyên môn Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ấy, thì năm 2018 sẽ tiếp tục là một cái năm mà thị trường bất động sản sẽ còn phát triển tốt. Không những tôi mà chắc là tất cả đại đa số là 80% mà anh em những nhà đầu tư là bây giờ người ta luôn nghiên cứu là người ta thả đồng tiền vào đâu để sinh lời nhất và chắc chắn nhất. Thì nếu mà trong cái giai đoạn của xu hướng của cả nước thì rất nhiều các cái mảng về kinh doanh các thứ, thế nhưng mà theo tôi thì bên cái mũi nhọn của mình là du lịch, thế nên là cái du lịch và bất động sản du lịch thì là đi đúng hướng. 2018 chỉ là năm bước đệm thôi cho một cái sự bùng nổ tiếp theo của thị trường bất động sản từ 2019 trở đi, nhưng mà để tạo được một cái bước đệm thì nó phải có một cái gì đó để bắt đầu. Thì chính vì thế mà chủ đầu tư chọn thời điểm này. Thời điểm này sẽ là thời điểm bắt đầu để có một sự bùng nổ rất là mạnh của thị trường trong 5 năm tới. Thưa quý vị, dù còn đó những tồn tại cần khắc chế, nhưng chúng ta không thể phủ nhận những thay đổi tích cực, đặc biệt là nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý đối với các vấn đề của thị trường bất động sản. Khi các nhà phát triển dự án, các chủ đầu tư ngày càng trở nên chuyên nghiệp, người mua nhà ngày càng khó tính và am tường về sản phẩm hơn,
những định hướng, công cụ quản lý, điều hành chính sách cũng sẽ phải bắt nhịp và thay đổi. Nền móng của một thị trường bất động sản phát triển bền vững đang được xây dựng bằng trách nhiệm của chính các chủ thể tham gia thị trường. Và đến đây, chương trình xây dựng bất động sản cũng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Để xem lại, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.